những thành phần dinh dưỡng quan trọng nào sẽ giúp cây cà phê chống chịu tốt với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết vùng Đông Nam Bộ trong mùa khô 2023-2024 sắp tới? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 3 tháng 12 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.